Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình quay một cái vườn nho ở Hồng Liêm, Bình Thuận nha các bạn. Xã Hồng Liêm thuộc thuộc huyện thuộc hiện này hiện Hàm Thuận Nam nha các bạn. Đây là ở Hàm Thuận Nam Bức Thiết nha các bạn. Thì cái vàng nho của này là làm vàng mái nè các bạn, nó quy mô rất lớn nha. Đây là làm này gần 5 mẫu nha các bạn, 5 hecta làm cái giống nho 152 đang cái lứa đầu nè các bạn. Cái này là mới có tạo cành đó mình đây, đó đây vàng mái, đây là núi non luôn. Đây là thuộc về khu vực coi như Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc nha các bạn. Đây là Hàm Thuận Bắc nè, đây cái vàng nho đường đường tạo cành nè, tạo cành đường tạo cành để cấp 1 để tạo ra cành 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 cho vàng chữ Y nha các bạn. Đây là nó thuộc về ở Bình Thuận nha các bạn, nhưng mà ở Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc nha các bạn. Nên mình quay mình thì cái vàng này cũng mới mới làm đầu tiên nha các bạn. Người ta làm thanh long bà chuyển qua bên cái vàng thì nho các bạn. Đây là khi tự tạo cái này bắt đầu tạo cành để nuôi ra cái cành xương cá nè các bạn. Đó. Đây là bắt đầu tạo cành xương cá nè. Cho cái mục này ra cái vàng này để là bên mỗi bên là 3 mục để cho nó nuôi cho nó lên, nó đưa lên cái này nè các bạn. Tức là một cây ta làm tạo thành 6 6 cành xương cá nè các bạn. Để nó đưa qua bên đây mà vợ đưa bên kia. Mỗi cây vậy là để 6 cành một bên, vậy để 3 cành của cái cây này, cái gốc lên nè các bạn. Đó, lên này để một lên để 3 cây, đây 3 cành. Mình quay cho các bạn xem cái vàng này, chân vàng còn mới nha các bạn. Cái chủ này mới ra đây, các bạn thấy rộng lớn không, quy mô luôn các bạn. Cái này làm bằng ở đây dưới đây tao phay bằng máy luôn nha các bạn, làm cỏ tao phay bằng máy luôn, phun thuốc cũng cũng bằng máy luôn nha các bạn. Đó là cái mô hình. Nếu cái này mà thành công thì khu vực Hàm Thuận Bắc này cũng có thể dễ phát triển cây nho nha các bạn, cũng xanh tốt. Nhưng mà nó phải là làm mấy dạng mái nè các bạn, phải có dạng mái, khu này thì phải có dạng mái nó mới 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 bảo đảm hơn là làm ngoài trần nha các bạn. Đây đây là xe phun thuốc nha các bạn, phun thuốc tự chế nha các bạn. Đó, phun thuốc tự chế từ cái gian này lớn là bằng tay, không có bằng không có được hết nha các bạn. Nên người ta làm phải phun, phải xử lý bằng máy. Rồi mình đi tới mình quay cho các bạn xem cái quay là cắt lứa đầu tiên nha các bạn. Đó, dạng mình giọng mênh mông luôn các bạn thấy giọng mênh mông không? Cái này xuống dưới đây quay lại nè các bạn, thấy giọng mênh mông luôn rồi. Quay xuống đây điểm ngược lên lại nó mới thấy nó mới sáng lên. Còn này nó thì để nó hơi có tối các bạn không đó, nó giọng mênh mông luôn các bạn. Đi qua này, quay qua bên này các bạn xem. Được, để quên đi. Nó các bạn thấy giọng mênh mông. Nho vẫn tốt nha các bạn. Vẫn tươi tốt đẹp luôn nha các bạn. Một chỗ này chỗ qua chỗ nào chỗ kia. Để xuống đây mình đi qua cho các bạn xem, tự đi quay ngược lại nó không có chói nắng nha các bạn. Nó không có rõ.
xây dựng. Cái này là gần 5 hecta nè các bạn. Các bạn thấy mênh mông. Chúng mình cây nho quan trọng là phải như biết cách làm thôi nha các bạn. Thì cho nơi nào cũng cái vùng đất mà nắng nhiều là làm ok hết nha các bạn. Quan trọng là nắng nhiều cái nho nó lại chịu mùa nắng nha các bạn. Thì mình quay cho các bạn. Đó, đây cho nó không khỏi chuối nắng. Rồi mình đi đây mình đi qua mình cái một cái vàng được cắt rồi. Còn này là chưa cắt. Này đang trọng cành thôi, trọng cành cấp 1 thôi. Trọng cành chân cá các bạn. Còn đây là vàng mẫu đơn. Chúng ta trồng mẫu đơn nè. Đó mình quay mình chia sẻ những khu vực Bình Thuận làm nho cho nhé các bạn. Để mình đi qua, để mình qua bên đây mình quay cái vàng đường cắt cành. Đây, cái hệ thống tàu quay nước trên đây nè, như gì nè các bạn. Đó, quay nước dưới gốc này. Thì nó quay nước gì nó cho phân vô kiểu này luôn nha các bạn. Đó, hệ thống này là dùng nước. Quay nước, cái khu này thì không có nước, nó không có dồi dào như các chỗ khác, cho nên tàu quay nước gì. Làm cái mô quay nước gì nó dự đỡ tốn kém nước mà. Và nó cũng ấy luôn nha các bạn. Còn đây là cái dàn bắt đầu người ta cắt cành nè. Cắt cành nè các bạn. Nó cành nó cũng nó đường ra nè. Được rồi. Thì cái cách này thì nó phải xử lý nha các bạn. Xử lý độ bọng các bạn. Còn qua đây cái này nữa. Nói chung là cái trong này làm cũng chưa kinh nghiệm không cho nên còn ấy bây giờ mình chỉ quay mình chia sẻ cho các bạn xem. Cái mô hình chuyển đổi cây nho ở của Hàm Thuận Bắc nha các bạn. Hàm Thuận Bắc Bình Thuận á. Có bạn nào mà xem muốn làm ngôi tầm nho thì tới cái vàng này để tham khảo nè. Có cái vàng này là đương cắt. Vàng này chắc mai này nó mới xử lý nè các bạn. Nó xử lý vào vòng. Còn bây giờ hiện tại cái cỡ này là bắt đầu nó. Nó mới xử lý bông rồi các bạn. Nè, nó cũng có. Nhưng là phải cần phải xử lý bông nó mới lên nổi nha các bạn. Đó, nhưng mà cái mình này nó ta chưa có kinh nghiệm. Có để cành nhiều quá. Nó vào cái này phải lặt bớt nè các bạn. Cỡ này là lặt bớt để cho nó lên bông. Đó. Đây mình quay cái giờ này nó. Nói chung cái nó không có bông hết đâu các bạn. Nhưng mà cái này phải chiều nữa, người ta phải cho phải xử lý này. Nó xử lý bông nó mới được, nó mới lên. Còn để gì là nó dễ tôi lắm. Đây nè, bông các bạn. Thì chiều này thì cho mấy đem nó xử lý bông. Thì bạn nó mới đem cái ấy vô. Thuốc vô cho mình. Nó này lên, nó cây mạnh nó lên. Các bạn nuôi càng nó càng mạnh nó càng lên chứ rồi dọn bớt cành này để cành nhiều quá nó chưa có kinh nghiệm á. Đây mình để về quay để xem. Đó. Đây là cắt cành, cành bột các bạn. Nó cũng có bông mà nó cũng tạm tạm được các bạn. Do cái khâu nó xử lý á. Bông nè các bạn. Đây là khu vực Hàm Thuận Nam nha các bạn. Bông các bạn. Đó, bông nè. Cái bông đồ bông hết nha các bạn. Cho nên các bạn thấy như cái tâm nếu mà làm nhà máy thì nó an toàn luôn các bạn. Bông gì mà các bạn được thấy nó nhỏ gì chứ không có đến đổi nha các bạn. Cái này ta chùm nó sẽ lớn xuống thôi. Đây là núi nó ăn không các bạn. Đây là thuốc bắc để mình quay cái này nó lên luôn, đi lên luôn cho em tự chối nắng đó, bông các bạn đây, các bạn thấy nhưng mà cái này nó làm chưa có tạc cái quy hoạch của nó nha. Cái bài kia nó tạo cành lại thì nó giống như hội quy hoạch của cái nho vậy nè, bông nè các bạn. Đó mình quay cho các bạn xem thôi.
cái mô hình của nho của Hàm Thuận Bắc nha các bạn. Đây là thuộc về xã Hồng Liêm, Hồng Hồng của Hàm Thuận Bắc nha các bạn. Thì thuộc về thành Bình Thuận nha các bạn, chứ không phải, cái này là ở Bình Thuận chứ không phải là Ninh Thuận nha các bạn. Cái này không khu vực ở trong xét cách Phan Thiết, có đây là bông, nó là bông, nếu mà cắt cành sung là bông được đều luôn các bạn. Thì cách Phan Thiết có 30 cây nữa các bạn, hai mấy 30 cây nữa nè. Thôi mình đến đây mình chia sẻ các bạn xem thôi, như vậy thôi. Clip cũng đã dài, thế này mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh mình, chân thành cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Xin chào.